Con chào Ơi, cô. đây đây đây. chào con, ngủ quên hả con? Trời ơi. Ok, đang nhớ giờ học nhá. Ok, hôm nay thì anh Nhiên sẽ học cho cô, học anh Nhiên sẽ học bù buổi tuần trước cho cô nhá, được không con? Nhá. Sao vậy? Ok, được rồi. Ok, cố gắng. Ok, chúc con Giáng sinh vui vẻ. Tối nay có đi đâu không? Không à? Ok. Rồi mình học nhá. Chưa? Nào, có cần đi rửa mặt không con? Có cần đi rửa mặt không anh Yên? Không. Không. Ok, nào thì mình học nhá. Ủa mà còn chưa hơi mò đi rồi. Nào, chúng ta hôm nay thì chúng ta sẽ học ôn tập phần speaking thôi nhá, phần nói, được chưa? Nào, bây giờ An Nhiên sẽ nói cho cô này, bài đầu tiên, Find the difference, tìm điểm khác biệt. Thì trong cái phần này, cô sẽ tìm điểm khác biệt giữa hai bức tranh, rất là đơn giản đúng không? Thì cô hướng dẫn An Nhiên lại này, không lâu rồi mình không nói bài tập này quên. Thì con sẽ nói này, ví dụ, trong bức tranh thứ nhất thì một con khỉ thì đang ăn chuối đúng không? In the, tập trung vào An Nhiên, tập trung vào. Được chưa? Trong bức tranh thứ nhất một con khỉ thì đang ăn chuối. Nhắc lại thì khi mà miêu tả bức tranh thì mình sẽ sử dụng thì hiện tại tiếp diễn đúng không? Chủ ngữ cộng với to be or verb in, được chưa? Vậy thì trong bức tranh số 1 thì con khỉ đang ăn chuối. In the first picture, the monkey is eating a banana. Được chưa? In the second big picture, trong bức tranh thứ hai, the monkey is holding a Đứa ball. nào có Con khỉ thì đang cầm quả bóng. Có hiểu không con? cái Để cho nhớ nhá. Được chưa? gì Nào, anh Nhiên sẽ tìm cho cô các điểm, các cái điểm khác biệt còn lại và sau đó nói cho cô nghe. Con có 3 phút. Được chưa? Trong lúc chuẩn bị, con thể có thể khoanh điểm khác biệt trên màn hình rồi sau đó nói 3 phút chuẩn bị nhá. Sau đó là nói cho cô. Đã rõ chưa anh Nhiên? Nào con chuẩn bị đi. Con có thể khoanh điểm khác biệt trên màn hình trước.
Ok, hết thời gian rồi. Nào, anh nhân nói cho cô xem nào. Bật mic lên anh cao. Chuyện gì nè? Anh đã chuẩn bị xong. Thế là xong à? Ok, thế nào, chuẩn bị nhanh lên nào. Em cũng qua xong rồi bây giờ phải. Năm giờ con Lúc nào ở nhà thích ăn phô mai bảo lại bán cho nhiên nhé, bà để trong tủ. Đây. Bên nữa chưa? Có hộp phô mai để trong chờ còn nó mà lung tung khắp cả. Hôm qua bà đăng ký cái bằng của con đấy, bà cô rồi đó. Đóng túi quần áo kìa. Cái túi quần áo kìa. Có sao ông nội khỏe không? Ok, được rồi, con nói đi con. Picture step one has an làm omen, omen with a bread and step two. in the Picture picture too. In the in picture the picture two does not have an omen and too. Ok, dừng picture. lại. Dừng lại. Ok, sử dụng luật đúng là từ beard, là từ râu quai nón tốt. Tuy nhiên thì cấu trúc câu của con bị sai rồi, ngữ pháp con sai. Nào con cứ nói như bình thường ấy, giống như kiểu mình viết ra ấy. In the picture one. In the picture one hay là in the first picture đều được, thấy chưa? Đây là người đàn ông có râu đúng không? The man, the old man. Con sử dụng là the old man cũng được. The old man, được chưa? Có bộ râu quai nón đúng không? Has a beard. Được chưa? In the picture 2 phải là the old man như thế nào? Tại sao con lại sử dụng là do not trong cái old man cái gì đấy? The old man doesn't chứ. Ồ hay nhở. Ở đây là số ít mà. Thế vậy, trợ động từ ở đây phải là does. Được chưa? Does not have a beard. Đã rõ chưa An Nhiên? Con học đến mấy giờ xong? Đọc lại cho cô. In Có đọc lại đi. the picture step In one the picture one. the picture The old one man. The old the man old man has. with Ô, con đọc ở đây này, cô đã viết ra rồi thì thế ơ. In the picture one, the old man has a beard. In the picture two, the old man does not have a beard. Doesn't, does not
has a beard. Được chưa? Tiếp tục nói tiếp nào. Còn điểm khác biệt nào không? Người phụ nữ. Là anh Nhiên nói nào. Nào, bức tranh đầu tiên thì người phụ nữ đeo khăn. Còn bức tranh thứ hai là gì? Một người phụ nữ đội cái mũ. Khăn tiếng Anh là gì hả anh Nhiên? Scarf, chính xác, scarf. Ok, thế vậy con nói đi. Trong bức tranh thứ nhất thì người phụ nữ đeo khăn. Đeo đội là wear. Con sử dụng thì hiện tại tiếp diễn vào. Con nói đi. There In the picture are one. one in Tiếp tục, chủ ngữ là gì? Người phụ nữ tiếng Anh là gì? woman. The woman, chính xác. Tiếp tục. Thì hiện tại tiếp diễn đúng không? Thì hiện tại tiếp diễn thì động từ to be, chủ ngữ là số ít và động từ to be là is. Được chưa? Đang đeo là wearing a scarf. Còn in the picture 2 thì sao? In the picture 2. In the picture too, the woman Đúng rồi, easy nhỉ? wearing Đúng rồi. a hat. Chính xác, rất tốt, đúng rồi. Ok. Tiếp tục còn một điểm nữa đó chính là trong bức tranh thứ nhất thì người phụ nữ đeo một cái túi nhỏ, còn trong bức tranh thứ hai thì người phụ nữ đeo một quả. À sorry, người phụ nữ đeo một cái túi to. Con nói như thế nào? Nói đi anh Nhiên, in In the picture one. the Người phụ nữ. one, the Đúng rồi. woman Is wearing, is vẫn là từ wearing nha. Wearing a a. bag small, is Không. wearing a Tính từ phải đứng trước danh từ chứ còn. Beautiful girl chứ không phải là girl beautiful đâu. Đúng không? Vậy ở đây phải là a small bag. Được chưa? In the picture 2, con nói small tiếp đi. bag. The picture too, the woman is wearing a big Chính xác, rất tốt. Tốt. Ok, chỉ là quen, chưa quen nói thôi, chứ còn nói tốt đấy. Ok, a big bag. Đúng rồi. Tiếp tục này, trong bức tranh thứ nhất thì người phụ nữ mua quả cam, đúng không? Còn trong bức tranh thứ hai thì người phụ nữ mua quả lê, con sẽ nói như thế nào? In the picture one, the Is, đúng rồi. Mua là is gì? Mua là gì? Không hiểu à? Không nhớ. Buying. buying, Buying gì? buying, Quả cam, quả buying orange, orange. cam. Oranges, chính xác. Đúng rồi. In the picture too. In the picture too, the woman is buying a Chính xác. Pears. Pear số nhiều chứ, nhiều quả lê mà. Pears. pear. Đúng rồi, tốt rồi. Ok, được rồi. Đã nhớ cách làm bài này chưa hả An Nhiên? Nè. Ừ, được rồi. Nào con ghi từ mua và gửi cho cô này. Buy. Buy có nghĩa là mua nhá. Ghi vào. Đang Very good. Đọc lại cho cô này. Bye. bye. Ok, bye. Bye. Được chưa nào? Ok. Tiếp tục này. Bài tập tiếp theo. Ok, so talk about what you do after school. Con hay nói về những cái việc con làm sau giờ học nhé. Ok. Now, so what games do you play after school, Anh Yên? What game do you play after school?
What game? game you Tại sao là is game được? Bạn chơi cái gì cơ mà thì phải trả lời là I play chứ. I play cộng với cái trò chơi đấy chứ. I play chess. Okay, you play chess. Very good. So what do you like watching on television? Con thích xem gì trên TV nào? Nói cho cô biết nào. Like Đúng rồi, I like watching. TV. Không phải, watching cái gì trên TV cơ? Cái gì nào? Cái nhà nó nằm ở trong chuồng. Watching gì? Hoạt hình cái anh là gì? Có nhớ không? Không nhớ, đọc cho cô nào. Cartoon. Cartoon. Ok. Giờ vở đi. Cartoon. Phim hoạt hình. Cartoon. Có kênh Cartoon Network ấy. Được chưa? Giờ vở. Bây giờ xong. Chưa. Đúng rồi. Cartoon là phim hoạt hình. Đang Ừ, ok, thì con trả lời nào. Con trả lời lại nào. I like watching cartoon on television. watching cartoon on the television. Television, chính xác. Ok, television. Không phải television đâu nha. Đọc lại cho cô này. Television. 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 Ok, television. Television. Đúng rồi. Trong âm vâng the nhá. Được chưa? Ok, so what time do you go to bed, Anian? What time do you go to bed? Con đi ngủ lúc mấy giờ? Like I go to bed I go to bed at at 10. 10, 10, ok. Ok, 10 p.m. được chưa? Ok, hoặc là 10 o'clock, được chưa nào? Lưu ý cho cô nhá. Lưu ý này. Go to bed có nghĩa là đi ngủ. Được chưa? Và chúng ta sẽ có này at cộng với thời gian cụ thể. At cộng giờ đấy. Nghĩa là vào mấy giờ. Được chưa? Ok. Nào giờ vở cho cô. Người ta định nghe gọi điện hỏi Đi đi đâu ngủ chưa? gì Ngủ chưa? gì phản ánh gì cái gì kia Ngủ chưa? Ngủ chưa? nó lúc nãy em lúc vào đến là nó ngủ bên kia mẹ chứ bây vào Để bà nhé là Anh đang Ok, tiếp tục nhé. Ok, so tell me about your house. Hãy kể cho cô về ngôi nhà của con nhé. với So, how many rooms are there in your house? How many rooms? room. 5 rooms? Ok, so what are they? What are they? Đó là những phòng nào? Kể tên những cái phòng cho cô. Bedroom, kitchen,
And room. Okay, được rồi. Now, so what kind of the movie? What kind of movie do you watch? Con xem thể loại phim nào? Tom and What? Jerry. Tom and Jerry. Okay, Tom and Jerry's cartoon. Đó là cái thể loại hoạt hình nhá. Okay, được rồi. So, do you play football? No. Oh, okay. Okay, được rồi. Nào, bây giờ con trong bài tập này thì con sẽ tìm những cái mỗi hàng thì sẽ có một bức tranh khác biệt, thì con sẽ tìm ra bức tranh khác biệt đấy cho cô và nói nhá. Con có thời gian chuẩn bị là 3 phút, đã rõ chưa con? Ừ, nào, tìm cho cô nào. Khoanh trên màn hình luôn nhá, khoanh và chặn bức tranh khác biệt trên màn hình. Em biết trên điện thoại ở trên Xong chưa cắn? chưa À, ok. Nào con chuẩn bị đi, cứ chuẩn bị đi. Cô cho thời gian chuẩn bị để sau đó nói nhá. Là tại sao nó khác biệt, được chưa nào?
Cô ơi cô, Sao con? cho con đi vệ sinh nữa mà. Ok, con đi đi. Ok, nào, con nói, con bắt đầu nói đi con. Tại sao in the first line, trong hàng đầu tiên, the third picture is different, thì bức tranh thứ ba lại khác? Why? Everything is a picture of fruit. Ah, very good. Ok, con có thể nói là the other picture are fruits. Được chưa? Những bức tranh còn lại thì những bức tranh khác thì nó là hoa quả đúng không? Ok. Được chưa? Con chỉ cần nói như thế thôi. Ok. Nào, hàng thứ hai. Why the shoes are different? Why? Everything is a picture of toy. Toys, chính xác. Đúng rồi. The other things nhá. Được chưa? Ok, nào bức tranh hàng thứ tư là hàng thứ ba nào. Everything is unknown. Nào, ok. Không phải everything, everything tất cả. Ok, thì con sẽ nói là the other pictures are the pictures of the night. Những cái bức tranh còn lại là bức tranh về buổi tối, được chưa? And the chosen picture is the picture of the day. Còn bức tranh được chọn là bức tranh ban ngày, được chưa? Ok, nào bước vào hàng cuối cùng nào con, hàng cuối cùng nào. Hàng cuối cùng.
Hả, con chưa biết nói hả? Thì con chỉ cần nói là the other pictures, a picture on the beach là những cái bức tranh ở trên trên bãi biển, được chưa? Được chưa? Còn the first picture is the picture of a class. Còn bức tranh đầu tiên là bức tranh về lớp học, được chưa nào? Ok, được rồi, tốt rồi đấy. Ok. Chọn đúng hết rồi đấy. Ok, tốt lắm. Nào, trước khi học tiếp thì con thoát ra và lại cho cô nha.